Chào tất cả các bạn, bây giờ mình đang ngồi ở cái bờ ao các bạn ạ. Đang ngồi đây ngắm cảnh ao, ngẫm nghĩ sự đời một chút. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nói về cái chủ đề là tiền YouTube, thu nhập YouTube một tháng của mình được bao nhiêu tiền. Thì hôm trước mình có nhiều bạn, nhiều người anh chị quan tâm ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video này, video thực tế luôn. Giới thiệu các bạn anh chị, đây là cái sim sấy khô nhà mình đây. Bên này là cái vải sấy khô còn rất là nhiều, khoảng hơn 2 tấn nữa. Đấy, nếu anh chị nào có nhu cầu lấy sim rừng ngâm rượu hoặc vải khô ăn thì liên hệ với em. Đấy, qua số điện thoại 0971866105. Và chúng ta bắt đầu vào cái vấn đề chính của video ngày hôm nay, là thực tế cái thu nhập YouTube của mình được bao nhiêu tiền một tháng. Đây là cái phần mềm quản lý YouTube các bạn này. Đấy, và đây chúng ta kích vào đây thì nó ra một cái phần mềm. Đây. Đấy. Cái này là Sunblock của mình là được 145.000 người đăng ký rồi. Thưa cảm ơn các bạn anh chị rất là nhiều mới đạt được cái con số như này. Đấy, đây là mình sẽ nhấn vào trong này này. Không biết là nhìn thấy rõ không gì. Mình sẽ nhấn vào đây để xem chi tiết các bạn này. Đây, kênh Sunblock của mình đây, mình sẽ nhấn vào đây để xem chi tiết, xem thêm ở đây. Đó, chúng ta xem thực tế là 48 giờ có 21.000 lượt xem này. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau kéo xuống. Dưới này các bạn, đây này. Doanh thu ước tính của bạn này 28 ngày cuối cùng, bởi vì là 2 ngày gần đây nhất thì cái hệ thống người ta chưa cập nhật ấy các bạn. Đấy, cho nhấn vào đây thì nó ra đây, 28 ngày vừa qua là 199 đô khoảng hơn 2 triệu. Nhưng cái tiền ấy thì mình trước khi về túi của mình phải trừ 20% nữa các bạn ạ. Đấy, kiểu như là mình phải trả tiền cho Net, trả tiền thuế má nữa. Đấy, vâng, ra đây cho mình sẽ xem vài tháng từ trước. Tháng 9 năm 2020 này, tháng này thì được 90 đô. Đấy, cũng khoảng 1.8-2 triệu. Xem tháng 10 tiếp này, tháng 10 năm 2020 thì được 91 đô. Đấy, cũng khoảng đó, khoảng gần 2 triệu. Tháng 11 đây được khoảng 110 đô, khoảng 2.5-2.6 triệu năm ngoái. Kênh nó đuối các bạn. Rồi đến sang năm nay này được hơn 500 đô này. Nên là khoảng được hơn 10 triệu cái tháng từ 1 tháng 5, 31 tháng 5. Đấy, đây là cái tháng tháng 7 vừa qua đây các bạn. Đấy, tháng 7 vừa qua chúng ta được 249 đô, có nghĩa là được khoảng hơn 5 triệu. Đấy, trước khi về túi của mình phải trừ 20% nữa các bạn. Đây là cái kênh của mình các bạn. Trang tổng quan ở đây. Đó. Mình vừa quay thực tế là một cái tháng lương của mình các bạn ạ. Thực sự là YouTube người ta trả lương rất là công bằng. Tháng nào mà nhiều lượt xem này, video hay hấp dẫn này, nhiều lượt xem thì được nhiều tiền. Còn tháng nào mà ít lượt xem, mà video mà không hay, không hấp dẫn này, ít lượt xem thì là ít tiền. Mặc dù cái kênh của mình là hơn 100.000 lượt xem ấy, nhưng mà cái tiền thì người ta không phải trả theo cái đó, mà người ta trả theo cái lượt xem và theo cái chất lượng của cái video, và video dài hay ngắn là cái đối tượng khán giả hướng đến ấy. Đấy, mình nhớ là cái ngày xưa mà cái kênh của mình hơn 20.000 người đăng ký luôn, mà cái mức lương của mình cũng có tháng được 20 triệu, 30 triệu các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì hơn 100.000 người đăng ký, nhưng mà cái lương của mình cũng chỉ tờ 2 triệu này, 4-5 triệu, 5-7 triệu một tháng, để hơn 10 triệu các bạn ạ. Đấy, cái kênh YouTube của mình hiện tại nó đang mất đề xuất các bạn ạ. Cái đề xuất là khi mình đăng video lên là nó hiển thị lên cái hình thu nhỏ, lên cái hình đại diện, lên cái màn hình điện thoại của các bạn anh chị, hiển thị lên nhiều thì là nhiều lượt xem. Nhưng mà bây giờ thì cái kênh của mình đang mất đề xuất. Bởi vì là mình đang làm cái chủ đề khác các bạn. Ngày trước mình làm hơn 400 video về cuộc sống Nhật ấy. Bây giờ mình lại làm về nhà, về Việt Nam. Mà cái video của mình nó không theo một cái chủ đề đi rừng ở nhà lung tung ấy, là nó không có đề xuất nữa. Đấy, nó giống như kiểu là mình đang mở quán cơm rất là đông khách, nhưng mà sau đó mình lại mở một cái quán bán quần áo, là bán giày dép mọi thứ. Như là rất nhiều cái người mà ăn cơm người ta không mua quần áo, không mua giày dép, nên là cũng không bán được hàng ấy. Đấy, cũng YouTube cũng giống như vậy các bạn ạ. Nói chung là mình phải làm cái video chất lượng này, mình phải cố gắng làm cái video hay hấp dẫn này, có gì đặc sắc này, dần dần nó sẽ lấy lại đề xuất. Nhưng mà bây giờ nói chung là rất là khó, bởi vì làm YouTube là nó cũng cạnh tranh rất là nhiều các bạn. Đấy, mình ở quê mà mỗi tháng được thu nhập là 2 triệu, 3 triệu các bạn. Nói chung là cái mức đó là không đủ sống, không đủ chi tiêu, không đủ chi phí cuộc sống luôn. Và tháng nào được 5, 7 triệu nghĩ là cơ bản là ok, là nói chung là tạm ổn ấy. Còn tháng nào trên 10 triệu mình nghĩ là quá là ok rồi, thì là nhưng mà không phải tháng nào cũng được trên 10 triệu, nên là mình phải nghĩ công việc khác mình làm kiếm thêm các bạn. Tháng sau là vợ mình sinh em bé rồi, nên là cũng rất nhiều vấn đề phải chi tiêu chi phí, và nó còn có nhiều cái khác nữa các bạn ạ. Là mình đây mình làm thêm những bán những cái sản phẩm đồ rừng, như là cái sim rừng này, mình còn có cái nấm lim xanh, cái mật ong rừng, cái chuối rừng nữa. Đấy, đây là các bạn thấy cô nhà mình cũng còn nhiều này. Nói chung là mình vừa bán cái sản phẩm đồ rừng này,
đấy, cả cái sản phẩm của nhà mình có gì mình sẽ đăng lên trên này. Với lại mình cũng nói chung là cả bán nhưng mà mình vẫn phải làm tập trung vào làm YouTube và nâng cấp cái chất lượng cái video của mình lên, bởi vì là video có lượt xem thì mình mới có khả năng bán được hàng, giống như là cái cửa hàng ở, ở chợ đấy, phải có người ra vào thì mới mới bán được hàng, nếu mà không có người ra vào, ít người ra vào thì mình sẽ không bán được hàng ấy. Thế là mình nói chung là cái YouTube mình vẫn phải làm, vẫn phải cố gắng hơn. Là mình sẽ kết thúc video đây, cảm ơn các bạn anh chị đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.